sát hại chúng sanh là một điều ngăn cấm thứ nhất trong giới luật của đạo Phật. Vì Đức Phật biết rõ sự giết hại chúng sanh là một điều không may mắn, không an lạc và không hạnh phúc cho kẻ giết hại, và chính nó là nguồn gốc tạo ra thân này. Nhân giết hại chúng sanh là nhân tạo ra thân mạng mình. Nói một cách khác, chúng ta có thân, đó là quả của hành động giết hại chúng sanh. Và cũng vì thế, khi có thân phải thọ lấy nhiều thứ khổ đau không thể đếm hết được. Không giết hại chúng sanh là một giới cấm rất quan trọng của đạo Phật. Đó là một điều răn cấm khuyến cho chúng sanh thoát khỏi thân phàm phu ô trược và không còn lưu chuyện sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì giết hại chúng sanh là một tội cực ác, xâm phạm đến tính mạng, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, nên con người không thể nào thoát khỏi sự sanh tử. Nhân đặng mạng chúng sanh thì quả phải thọ lấy sự tử vong. Bởi vậy, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, dù là loại côn trùng nhỏ nhất nhất như kiến, trùng, dế, mạc, rậm, rệp, chí, vân vân, chính là tạo cái quả cướp lấy mạng sống của mình ở mai sau. Xưa Ngài Cao Văn Thế Tôn cứu 98 người lái buôn đồng hành trên thuyền. Ngài nhổ cây trụ cầu đập chết tên cướp. Sau khi Ngài đắc đạo, thấy gương mai trước mặt qua lại, Ngài biết cái quan gia tiền kiếp, Ngài liền đưa bàn chân ra chịu, gương chém nhầm ngón chân chảy máu để trả nợ mang cho xong. Sự giết hại chúng sanh dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất. Khi thời tiết nhân duyên đến thì quả báo tự phải thọ lấy. Theo lời Đức Phật trong kinh giáo thì sự sinh ra con người và vạn vật cũng như chư thiên đều do nhiều nguyên nhân kết hợp, nhưng nguyên nhân chính là đảm mạng chúng sanh. Nếu một người từng giết người không uốn tay, không sợ hãi, không dày dò bởi lương tâm, thì chắc chắn người này sẽ sinh ra loại súc sanh để trả cái nhân giết hại tàn sát, chẳng đem lại chút lợi lạc cho ai. Phải chăng giết hại đó mà đời đời phải làm thân theo và trâu bò, khi chết trên hai lá phổi còn ghi danh tánh rõ ràng để cảnh tỉnh người sao chăng? Làm thân theo chó, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, sau khi chết phải chịu phanh thây cắt tiết, thật là đau khổ muôn vàn. Ở quê thầy Trảng Bàng có hai vợ chồng ân ý, chuyên làm nghề đồ tể mổ heo, mổ bò. Do nghề này ông bà làm ăn cũng khá khá, nhưng có điều con cái thường hay đau ốm, không lúc nào chấm dứt bệnh tật. Hễ người này mạnh thì tới người kia đau. Một hôm hai vợ chồng đánh xe bò đi mua heo về làm thịt. Vì là thời chiến tranh,
trên đoạn đường xe ông phải đi là một bãi mìn. Ông chờ cho những xe khác qua trước, rồi ông mới lần lượt theo dấu xe đi sau. Bốn chiếc xe bò đi trước đảo qua, rồi thấy được bình an, ông liền cho xe theo sau. Nhưng xe ông cán phải bị nổ tung, cả vợ lẫn chồng đều tan xác, không còn tìm được một mẫu xương nguyên vẹn. Luật nhân quả rất công bằng, dù ông có khôn ngoan thì ông cũng phải trả nghiệp. Trên đường tơ kẻ tóc, bốn chiếc xe kia vẫn thoát nạn. Đó là không gây nghiệp nhân xấu nên vẫn tránh được miệng. Chúng ta không phải bằng tâm tránh đạn né bom, cầu mong an vui hạnh phúc mà được. Chỉ nên bằng tâm lo tránh tội ác. Chính tội ác mới chiêu cảm sanh tử, mới chiêu cảm thọ thân sao, mới chiêu cảm hầm trong bom đạn khói lửa, quả quạt thị tai, hoặc tai nạn này tai nạn khác đến với chúng ta mà thôi.